shop Tân Ánh, Ngọc Ánh đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá. Thì Trại Ong bên em hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác là cái mẫu thùng phối mini, hoặc là các bác lên cầu, lên thùng phối kế nhá. Thì hôm nay bên em đây, thùng mới này bên em sẽ gọi là giới thiệu luôn cho các bác nhá. Đây thì đây em đang, em sẽ chia đàn, đây em sẽ chia đàn nhá. Đây thì một thùng ong này của nhà bên em sẽ là thùng 4 cầu nhá các bác nhá, thùng 4 cầu. Đấy, ong rất là đông quân này, đây các bác thấy này, tràn luôn cả trên lắp thùng này. Đấy, thì trước tiên các bác đồ gọi là các bác muốn làm những cái đồ bảo hộ thì trước tiên là các bác phải cần cái bình khói nhá, cần cái bình khói như này. Thì bình khói này là để khi các bác làm ong thì các bác nên sử dụng cho nó ít khói, thì là để cho xịt vào thẳng thùng ong luôn, thì là để cho cái sự hung dữ của con ong nó giảm bớt đi nhá, thì các bác dễ thao tác, các bác dễ làm việc hơn nhá. Đấy, hai là sẽ là thêm có một cái áo liền mũ nữa, áo liền mũ, thì áo liền mũ màu này để nó đảm bảo cho cái khuôn mặt mình và ở cái phần người của mình nhá, nó sẽ được an toàn, không bị tránh bị ong đốt nhiều. Đấy, các bác nào muốn an toàn hơn thì các bác trang bị thêm đôi găng tay nữa. Đấy, nếu mà các bác thợ mà gọi là các bác mới chơi ong thôi nhá. Đây thì bên em đang chuẩn bị chia đây. Đây chia thì quy cách là bên em đây là sẽ hôm nay là sẽ cái thùng phối mini như này nhá, thùng phối mini như này. Thì thường thường là nó sẽ là các bác nuôi tiêu chuẩn của nó thì các bác không dùng ván ngăn nhá, không dùng ván ngăn thì là nó sẽ được 4 cầu. Không dùng ván ngăn là các bác sẽ dùng được 4 cầu ong nhá. Đấy, các bác sẽ nuôi được 4 cầu ong. Còn mà các bác sử dụng ván ngăn thì các bác chỉ nuôi được 3 cầu ong thôi nhá, các bác lưu ý nhá, sẽ chỉ nuôi được 3 cầu ong thôi. Đấy. Thì là cái quy cách của nó nhá, thì là chiều cao nhá và chiều dài thì nó sẽ giống y hệt cái thùng này nhá. Nhá, chiều cao và chiều dài nó sẽ giống y hệt cái thùng này. Đấy. Nhá, sẽ giống y hệt cái thùng truyền thống này. Còn là bác muốn cái thùng phối mini này nhá thì nó sẽ nhỏ hơn nhá, sẽ nhỏ, sẽ cái chiều rộng của nó sẽ không rộng bằng. Đấy, như các bác có thể thấy đây. Còn là bác muốn lên kế nữa thì lên kế đây. Thì cái thùng kế này bên em là bọn là bây giờ đang mới chia đàn thôi, thì từ 4 cầu sang chia sang 2 cầu thì số lượng quân nó cũng chưa được đông lắm, nên là phải để một thời gian nữa cho ong nó sinh đẻ sinh lở xong thì nó lên khoảng tầm 3 cầu là bên em sẽ lên kế cho nó nhá. Thì bên em có tấm lưới chắn chúa luôn, thì là nó sẽ một cái tấm to đấy, chiều rộng là 51, chiều dài là 42 nhá. Thì các bác một tấm đấy các bác có thể chia ra được làm 3 thùng nhá. Có thể chia ra được làm 3 thùng. Đây thì đây bên em đang thao tác gọi là sang cầu đây. Thì đây thì thợ bên em đang gọi là tìm con ong chúa nhá, tìm con ong chúa thì để mình cho cố định vào một thùng trước, và còn một con ong tơ thì hôm sau. Ví dụ bây giờ các bác chưa có con ong chúa, chưa có con ong chúa tơ tạm thì mình sẽ đánh dấu lại cái thùng đấy để hôm sau mình sẽ cho thả một con chúa tơ vào nhá. Đấy. Thì trước tiên thì là cái thùng phối mini như này nhá, thì nó có thể các bác có thể vận chuyển được luôn đi, nhưng đây bên em sẽ nuôi tại vườn thì bên em sẽ không vận chuyển đi. Đấy, bên em sẽ viết như này đây, đang tìm nhá. Thì tìm hết 3 cầu. Thì con chúa là nó sẽ chỉ loanh quanh ở trong cái thùng ong thôi và cầu ong thôi nhá. Đấy. Thì em báo giá luôn cho các bác là cái thùng phối mini này nhá. Khi các bác mua cả cặp cả thùng và thùng phối thì bên em sẽ là có giá ưu đãi hơn nhá. Thì là 200.000 cả combo, cả thùng kế với cả thùng nuôi nhá các bác nhá. 200.000 là thùng nuôi và thùng kế nhá. Thì là nó sẽ không, thì nó sẽ chưa có phí ship đâu nhá các bác nhá. Là thùng nuôi thùng phối là 200.000 là chưa có phí ship. Đấy, chưa có phí ship. Thì các bác là mà lấy ở đâu thì các bác cho em xin vui lòng địa chỉ thì để bên em sẽ tính cái phí ship từ bên vận chuyển đến nhà các bác thì em sẽ báo lại các bác sau. Và các bác lưu ý giúp em là khi các bác mua cái thùng phối này nhá, mua cái thùng kế này, thùng kế này là nó sẽ không có cái cầu đi theo đâu nhá, không có ván ngăn đi theo, sẽ không có ván ngăn đi theo nhá. Đây thì mà nó sẽ không có nắp. Đấy, nắp thì bác sĩ sẽ sử dụng của cái thùng phối này nhá, sẽ sử dụng của thùng phối này. Đây thì sẽ sử dụng của thùng phối này thì các bác đặt lên. Đấy, nó sẽ sử dụng chung nhá, sử dụng chung một nắp thôi nhá. Thì đối với thì đặc biệt hơn là lô lần này nhà bên em sẽ gọi là khuyết một cái vành đai như này, vành đai như thùng như này nhá, vành đai thùng như này. Thì để khi các bác lắp vào cái thùng phối như này thì là nó sẽ ăn khít vào đây khoảng tầm độ 2 phân, độ hơn 1 phân. để đảm bảo cho nó sự chắc chắn hơn. Khi các bác vận chuyển ong đi đâu thì mình cầm vào hai cái đai như này nhé, hai cái đai này, cầm vào hai cái đai này thì mình dễ vận chuyển đi. Đấy rồi, thì đây nhá, bên em đang thao tác gọi là chuyển ong đây, thao tác chia đàn nhân giống đây nhá các bác nhá, chia đàn. Đấy, thì hôm nay chia là khoảng độ tầm 2-3 ngày sau nó ổn định thì bên em bắt đầu là sẽ cắm cầu vào, để cho cắm thêm một cầu để cho ong nó xây lên nhá. Đấy, thùng như thế này sẽ là bằng thùng gỗ gạo nhá các bác nhá, thùng gỗ gạo nhá. Đấy, bên em thì chuyên gỗ gạo thôi. Các bác thích cao cấp hơn thì sẽ có thùng thông, sẽ có bằng thùng gỗ thông hoặc là thùng gỗ trám nhá. Gỗ thông thì nó sẽ cao hơn một chút, gỗ trám thì nó sẽ rẻ hơn gỗ gạo này một chút nhá. Rồi thì mọi thông tin liên hệ thì các bác cứ gọi đến cái số điện thoại mà em ghim trên màn hình. Thì để bên em sẽ có gọi đến cái số gọi đến cái số điện thoại em ghim trên màn hình. Thì bên em sẽ có những anh em trong tổ tư vấn bán hàng, tư vấn nhiệt tình cho các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong đến những cái video clip sau nhá. Rồi, xin chào.